Chào mừng mọi người đến với trận chung kết đôi nam nữ lứa tuổi 70 cộng giải cầu lông học sinh sinh viên tranh cúp báo tuổi trẻ thủ đô. Đội trưởng công cao đẳng công an, cao đẳng an ninh nhân dân Vi Bách Đào Luật di chuyển sân khấu 4. Tôi tỉnh Giang Trung học phổ thông Hoài Đức, Tiêm Lâm Trung học phổ thông Bắc Hồng di chuyển sân khấu 4. Hai đội Tỉnh Giang và Kiên Lâm vào sân số 1. Ok, anh đi ly thật chứ không phải đi ly dạo đâu. Đi thật mà. Trọng tài Bích, sân số 4. Mệt anh ạ. À. Mệt thực sự luôn. Thank you.
số 8 năm cho cặp đôi của Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. Cầu rất tốt. Em với áo xanh này cũng vừa mới huy chương bạc ở nội dung đôi nam nữ giải cầu lông các câu lạc bộ ở mạnh toàn quốc tranh cúp ba cao nha. Nói chuẩn rồi. Ok anh Tuấn đỗ ba vị có giải mở đó. Em vừa mới về đánh đơn không anh? Em đánh đơn với chúng nó chắc em 19 quả thì em chơi không chờ nào cả. Chơi 21 rồi. Xin mời cho tôi nam thứ 18 Trung Dung Trường Minh Khai Châu Hoài Đức Tài Trung học cơ sở Olympic Đức Tùng Trung học phổ thông Phan Minh Chú Khôi Đức Trung học phổ thông Chu Văn An Sơn Mạnh Trung học cơ sở Olympic Quân Quý Trung học phổ thông Bắc Thăng Long để chuẩn bị thi đấu. Hai đội vận động viên tiến hành đổi sân.
xin phổ cập giáo dục một chút cho anh em mới vào live stream. Và tại giải báo năm nay thì chỉ đánh một set chạm 25 thôi. Chung kết hay bán kết hay là bóng loại đều như vậy hết. Giải năm nay điều luyện hơi si ra một chút. Chúng ta chung kết đánh 3 set phải ngon thôi. À nhưng mà năm nay người ta tổ chức nhiều nội dung hơn. Năm nay chỉ có học sinh sinh viên thôi, có thêm cả học viên nữa. Mọi người ơi, mới chỉ đánh chung kết một số nội dung trẻ, lứa tuổi trẻ và nội dung lứa tuổi thầy giáo thôi. Ngày mai mới bắt đầu đánh tứ kết với đôi nam sinh viên. Và đôi nam nâng cao ngày mai cũng là tứ kết. Hai đội Trung Dũng, trường Minh Khai Quốc Oai và Đức Tài, trung học cơ sở Olympic di chuyển vào sân số 3. Rất dài.
tuấn bên kia bơi giỏi nhở. Em 14 rồi, phải đen thua rồi. Tuấn kia đánh hay thật. Ok, Ninh Bùi đôi đấy đánh hay quá. 24 điểm. Hay thật đấy. Cầu cao này hay đấy. 22-14. Anh Tuấn đánh hay thật. Cặp đôi Cuốn Dơn của Đại học Kiến Trúc. Mai.